bị tổn thương rất là lớn bởi cái sự gia trưởng của người đàn ông. Gia trưởng và độc đoán. Cũng có những người rất là yêu thương gia đình, rất là trách nhiệm với gia đình, và họ lấy đó là cái lý do để cho họ gia trưởng. Em xin lỗi nha, em không sao, kiểu không. Em dễ xúc động quá. Không sao. Ý là tại vì gia đình nhà em á, thì có em là con một thôi. Đứng không lên. Phải bắt tay làm ăn chị đừng có thị phạm đó. cái đó là anh phải biết thôi. Trời ơi, cố lên Mùi ơi, cố lên. Mời nhà trai. Mời em trai. Xin mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe. Dạ, lời đầu tiên cho con gửi lời chúc sức khỏe tới các bác, các cô, các anh chị, các chú ở đây và các bạn. Lời chúc sức khỏe và lời chào ạ. Con là Trần Văn Mùi ạ. Quê con thì ở Nam Định. Con hiện tại sống cùng gia đình ở Đắk Nông ạ. Ở gia đình có làm mô hình nhỏ nhỏ về trồng trọt với chăn nuôi ạ. À, mình vẫn đang ở Đắk Nông hả? Dạ, dạ, gia đình ạ. Dạ, dạ. Rồi, đó, lý lịch trích ngang của nhà trai vậy đó. Bây giờ chúng ta nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan. Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả trong phim trường và đang xem truyền hình. Em tên là Ngọc Quý. Em đến từ tỉnh thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước ạ. Vậy là sát bên rồi. Dạ, dạ. Rồi, năm nay cô gái của mình bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi ạ. Em hiện tại là giao dịch viên ngân hàng ạ. Hồi trước thì em có một thời gian là học tập ở Sài Gòn, cũng có làm ở Sài Gòn một năm. Sau đó thì em về quê làm việc và công tác tới giờ khoảng cũng đã gần 5 năm rồi. Tức là bây giờ mình sống ở Bình Phước luôn. Dạ, đúng rồi. Bên đây là nông trại ha. Dạ, dạ. Mình trồng được bao nhiêu cà phê, cao su nè? Con trồng tiêu với cà phê ạ. Hai cái chữ đi chung không? Không có hên đâu. Dạ, dạ. Trồng được nhiều không Mùi? Dạ, tính là cỡ khoảng 4 hectare. 4 hectare nhà làng nha. Làm nông gì chắc là chắc khỏe dữ lắm hả? Trời ơi, làm nông tao khỏe re. Cuồn cuộn không? Cuồn. Thôi, đừng nhắc tới từ đó cưng. Ủa, xin lỗi. Không để ý. Bây giờ mình tới với ưu điểm và khuyết điểm luôn đi nhà trai. Về vấn đề các môn thể dục thể thao thì cũng có bước khỏe chút. Đúng không? Dạ, dạ, dạ. Khi tốt nghiệp lớp 12 trung học xong rồi dạ. Mùi làm gì? Trước con học ở dưới Sài Gòn. Xong học gì? Con về điện tử ạ. Học điện tử, công nghiệp điện tử ạ. Đại học công nghiệp hả? Dạ. Xong tốt nghiệp xong rồi không làm sao về quê? Con có làm, ý là con ra công ty làm được một thời gian, nhưng mà ý là do sức khỏe của bố mẹ con á, thì lại hiện tại là không về chăm sóc sức khỏe. Dạ, bố mẹ nên là ha? Con chuyển. Dạ, dạ, dạ. Khuyết điểm nào không? Ý là nói chuyện với nhiều khi gặp bạn gái kiểu run, gặp bạn gái kiểu run. Ngồi đây mà còn run nữa mới chi gặp bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì cưng? Nếu mà nói ưu điểm thì em thấy em là người rất là tận tình á, có tâm, rồi rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Cái đó nó cũng chính là cái khuyết điểm của em luôn. Đó là tại vì em tỉ mỉ quá nên thành ra là tính của em nó sẽ hơi chậm so với người khác. Đôi lúc á, mình suy nghĩ cho người khác nhiều quá thì nhiều khi bản thân mình hay tủi thân. Nói chung nhà gái bên đây á, dịu dàng mà nội tâm lắm. À, còn bên nhà trai thì hơi nhút nhát chút. Ông chất này nhút nhát hả? Được, tôi qua tôi khui thử coi. Nhút nhát lắm. À, qua đẹp, mình coi coi sao. Dạ, em chào chị ạ. Hello chàng trai. Em chị ạ. Chào em. Trời ơi, chắc khỏe quá hả? Trời ơi, tướng chắc rụi luôn hả? Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình ạ. Các mối tình đó nó có đậm sâu không em? À, có mối tình nói chung là gần nhất thì hơi đậm sâu một chút. Ý là chúng em quen nhau tình cờ, nói chung là cũng nói chung về bên Bình Phước. Xong em gặp cô. Bình Phước hả? Dạ, dạ. Bên kia Bình Phước đó. Về đi đám rồi gặp cố ở đám, xong rồi hai đứa làm quen với nhau. Rồi yêu nhau mấy năm? Dạ, 2 năm ạ. Gia đình cố thì muốn cố học tiếp rồi đi gọi là đi du học ở bên nước ngoài. Được chưa? Nhà trai tôi được chưa? Ok, chịu. Coi nhà gái coi sao mà qua soi mói nhà trai tôi dữ vậy? Ôi trời đất ơi, dễ thương. Chào cô gái ngân hàng. Dạ, em chào anh. Có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì cũng trải qua là chắc cũng 4-5 mối tình rồi. Sao ít vậy ta? Thì cũng có những mối quan hệ thì em cũng quen một vài tháng thôi. Còn cũng có những mối quan hệ thì có thể quen được 1 năm. 1 năm, à, lý do gì mình chia tay vậy? Em hơi xúc động. Xúc động hả? Chắc là cũng có một cái trắc trở gì trong tình yêu đúng không? Em xin lỗi. Em hơi xúc động. Không sao, từ từ. Cái gì cũng vậy, cũng phải có trải qua rồi thì mình mới cứng cáp được.
cái người đứng bên cạnh em á cũng có nhiều tổn thương lắm đó. Chị Lan là một trong những thần tượng của em á. Thấy chưa? Là cái người mà em đã theo dõi từ rất là lâu rồi. Từ hồi mà em mới học lớp 8, lớp 9 thôi, chứ không phải là bây giờ nữa. Nói chung là những chuyện thực tế thì như thế nào thì em không biết, nhưng mà những cái bài báo mà về chị Lan thì em đều có theo dõi hết. Thực tế nó còn kinh khủng hơn bài báo nữa đó em. Dạ, mình bớt nói à. Thế thì bây giờ chị Lan hỏi cái này nè, có gọi được tên của nó hay không để cho chị Lan biết. Chị Lan qua bên kia, chị Lan hỏi là cái người đó có những cái mà của cái người cũ có hay không để né ra. Chị tổn thương rất là lớn bởi cái sự gia trưởng của người đàn ông. Gia trưởng và độc đoán. Cũng có những người rất là yêu thương gia đình, rất là trách nhiệm với gia đình, và họ lấy đó là cái lý do để cho họ gia trưởng. Hợp lý. Vậy thì bây giờ với cái người sắp tới mà em sẽ đồng hành thì em mong muốn người đó sẽ như thế nào? Hai cái điểm mà em không thích nhất đó là, một là sự gia trưởng độc đoán, hai đó là sự kỳ bo keo kiệt. Thì nói trước là về ngoại hình trước đi. Ngoại hình đi. Tại vì chiều cao em cũng hơi tầm trung á, ý là cũng cao cao. Có cao. Em mong muốn cao nhiêu cưng? 1m7 trở lên. Có lo gì chứ á, xin lỗi á, 1m7 mấy luôn. Không, gần thôi ạ, à, gần. Tôi 7 mấy đó. Mắt được. Không thấy, tai không nghe, đều có chuyện gì hết. Phải tự tin lên chứ. Dạ. Đừng mong trắng nha, nhà làm nông không trắng được. Đen mới mạnh mẽ. Trắng đen thì không quan trọng đâu, quan trọng là phải là sạch sẽ, tươm tất, chỉnh chu một tí chứ đừng có xòe xòa quá. Đến với chương trình mặc một bộ đồ rất là dễ thương, lịch sự. Lịch sự. Còn về tính cách thì em thích người có tính điềm đạm, chững chạc, có trách nhiệm, và cái người đó, tại vì bản thân em cũng là một người rất là nhạy cảm, nên là em mong là bạn nam cũng là người tâm lý một xíu. Tôi nói thiệt nha, tôi là con gái, tôi lấy ông này liền. Mà em hiền khô. Còn tôi là đàn ông, tôi lấy bà này liền. Ủa vậy đó hả? Lúc mà em có đăng ký trong chương trình đó, em có nói một cái vấn đề như thế này. Em xin lỗi nha, em không sao, kiểu không. Em dễ xúc động quá. Không sao. Ý là tại vì gia đình nhà em á, thì có em là con một thôi. Ba mẹ em cũng đã lớn tuổi rồi, cũng có bệnh trong người nữa. Mà em chỉ mong muốn là cái người em quen á, có thể là ở trong cùng tỉnh Bình Phước, hoặc là nếu xa lắm thì có thể là ở Bình Dương. Để thứ nhất là qua lại thì nó cũng tiện hơn. Còn nếu mà ví dụ như mà sau này có thể tiến xa hơn á, thì có thể là dễ bề chăm sóc được gia đình hai bên. Chứ gia đình nhà em thì thực sự là rất là neo người, có tết nội tết ngoại. Em nghe bên đây nói nè nha, em nhà em đông người đúng không? Dạ, dạ. Ở rể được không? Nói chung là hai người cứ tìm hiểu. Nếu mà nói chung là ở rể thì em không có nghĩa là em có thể mua đất hoặc làm ở đấy, chứ ý là kêu ở gần bố mẹ thôi. Chứ còn mà kêu ở rể thì bên kia có hai ông bà thôi. Dạ, dạ. Không có ai nữa trong gia đình con một mà. Dạ, dạ. Từ Đắk Nông qua Bình Phước gần. Dạ, cũng gần không bao xa. Dạ. Có mấy chục cây à? Tầm 2 tiếng, nói chung xe đi lại thuận tiện hết ạ. Bây giờ thôi để chúc hai đứa gặp nhau đi. Đúng rồi. Rồi bàn cái chuyện này. Cái này nha. Còn thương thuyết với nhau dài đúng dài. Rồi. Bây giờ mình gặp người thân đi. Đúng rồi. Hỏi cô gái trước đi, em đi với ai vậy? Em đi với mẹ em với lại một người bạn của em ạ. Kính thưa chú Quyền Linh. Dạ. Cô Ngọc Lan. Cái đó bây giờ cái duyên của nó thì bây giờ tùy nó thôi, chứ còn tôi nó quyết định thôi, chứ còn tôi thì không có quyết định được. Cái sống được sống qua nó chứ đâu không phải được sống qua đây. Dạ. Chàng trai này thấy được không cô? Thấy được thì được, nhưng mà xa quá. Chứ là tại vì có một đứa con gái à, ổng cũng yếu rồi. Dạ. Cho nên xa quá bây giờ cũng không biết làm sao mà tùy con thôi. Có bà con ở Bình Phước nên là cũng dễ qua lại lắm cô. Rồi bây giờ mình bỏ qua cái chuyện xa với gần đi cô, mà cô thấy ngoại hình được không cô? Dạ, dạ. Chào anh Nguyên Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Em là chị của Quý. Thì em thấy thì em trai thì cũng được, hiền lành. Nhưng mà thì cũng hơi xa đó. Tại nhà Quý thì nó neo đơn lắm. Thật ra này nè chị, khi mà yêu nhau rồi á thì không có gì là xa cả. Em thấy em trai thì cũng hiền, nhưng mà thôi để hai em tự quyết định. Chúng hai em tự có cơ hội tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn chị. Gái. Mình đi với ai cưng? Dạ, em đi với em trai. Em ruột á mùi? Dạ vâng. Trời, nhà còn quá trời, còn em ruột nữa mà. Em xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Em chào tất cả các vị khán giả trong trường quay. Rồi, sao em thấy trai? Chị dâu sao? Em sẽ có ý kiến của mình là cái bạn nữ hôm nay rất là xinh. Bên em thì cũng có nhà ở bên Bình Phước. Anh chị mà nên cho nhau là
thời gian để tìm hiểu. Thật thì anh chị có thể tiến xa, đi xa nhiều hơn mà có thể tiến đến cuộc hôn nhân của mình. Mình có nhà ở Bình Phước luôn hả? Nhà ông bà ở Bình Phước. Ồ vậy đó hả? Dạ. Đó, bởi vì hồi nãy con mới nói là rất là tiện luôn. Bây giờ thí dụ như anh trai qua Bình Phước ở thì em có thể ở nhà chăm sóc ông ba mẹ được không? Dạ được thì em mua về cũng được. Trời ơi, thì có đứa em vậy thôi chứ muốn gì nữa trời. Trời ơi, thấy chưa? Thôi bây giờ mở rào đi nha. Mở rào đi. Dạ em chào anh. Dạ em có một cái phần quà của Bình Phước. Bình Phước thì thật sự là cũng không có những gì hết, thì chỉ có một ít đặc sản là hạt điều thôi. Thì em có một phần quà là gửi tặng anh, với lại là có hai phần là gửi cho chị Ngọc Lan với lại anh Quyền Linh. Trời ơi có tôi nữa hả? Ngon vậy ta. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Đó, nhìn cô gái coi thấy sao mùi lần đầu tiên gặp mặt đó. Con chào người chú ạ. Hả? Cô ấy xinh đẹp ạ. Dạ. Xinh đẹp đúng không? Dạ. Đúng với chi tưởng tượng của mình không? Còn hơn thế ạ. Được rồi đó. Rồi quý thấy mùi sao nè? Em thấy ảnh thì cũng ngoại hình cũng ổn. Có điều ảnh hơi được trẻ một xíu. Như anh thì nói chung hiện tại là đã xác định là ở nhà thì nói chung là làm công việc, nói chung là cái công việc bông không cố định giờ ra. Ý là chỉ cần có lý do là đi thôi, ý là không bị ràng buộc, có nghĩa là mình tự mình nên mình có thể mình tự làm được. Ví dụ trong chuyện tình cảm ấy, thì anh nghĩ là một mối quan hệ như thế nào là anh cảm thấy là nó hợp lý và nó có thể tiến xa được á? Cơ bản là hai người hiểu nhau, thấu hiểu cho nhau được, anh chỉ cần thế thôi, anh chỉ cần thế. Thì theo bản thân em ấy, thì em nghĩ là ngoài hiểu nhau còn phải có cảm thông và động viên nhau để phát triển nữa, tại vì có những mối quan hệ á, nó chỉ làm cho bản thân mỗi người trong đó đi xuống thôi. Cho nên là em cần một cái mối quan hệ, và em nghĩ là không phải riêng em đâu, mà đó là điều mà ai cũng mong muốn á. Đó là cái lý do để cho mình phát triển tốt hơn á. Dạ, bây giờ bước tới, đây là cô gái người ta rất là mong muốn được cái sự chở che, được cái sự bù đắp. Bước lên, đứng lên nè. Thôi ở dưới có người bước lên đó. Dạ. Rồi, sân khấu của em. Nắm tay cô gái. Mạnh dạn lên. Thôi đi mùi. Quý mùi đó. Đứng không lên. Phải bắt tay làm ăn. Chị đừng có thị phạm đó. Cái đó là anh phải biết thôi. Trời ơi. Cố lên mùi ơi, cố lên. Ủa vậy thôi, không có nắm tay chứ gì? Ủa? Không được một giây luôn đó. Mà mỗi sắp xếp luôn đi. Face to face. Hand in hand. Rồi, cảm nhận đi hai bạn. Anh thì cũng không dám hứa. Nói chung là hôm nay có cái duyên, nói chung mình đã gặp được nhau. Dạ. Yeah. Thì anh cũng mong em cho anh một cơ hội. Dạ. Yeah. Anh không dám hứa trước, nhưng mà nếu mà hai đứa mà có được về thì anh chỉ khẳng định với em là anh không làm nhóm cổ. Dạ. Yeah. Tôi xin em và tôi khuyên em hãy tin tôi, vì tôi là chàng khờ dễ thương. Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này, trừ khi tôi không còn trên đời nữa. Suy nghĩ cho kỹ. Đây không phải là chuyện bấm nút rồi cười rồi vui. Bấm là phải có trách nhiệm với quyết định của mình đưa ra. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Em có thể nói một chút lý do quý. Thật sự ảnh cũng hơi rụt rè, với lại ảnh cũng chưa cho em cái cảm giác được là người này có thể bảo vệ và che chở mình được. Qua đó chúng ta thấy rằng những người đàn ông trước mặt người phụ nữ, nếu như mình yêu họ thì mình phải làm sao để họ thấy, họ tin tưởng vào cái sự bảo vệ của mình. Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, rất tiếc điều đó. Chương trình sẽ có một số phần quà dành tặng cho hai em. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple.
Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Rồi, mời hai em. Vậy là một mối tình không thể kết nối được quý vị. Hai trái tim không đồng dàn với nhau, không hiểu nhau. Thôi, bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai để xem kết quả nó như thế nào. Chứ cái kết quả đầu tiên nó hơi buồn quá. Đến với cặp đôi thứ hai nào. Xin mời. Dạ, xe của em. Em chạy dịch vụ. Chạy dịch vụ, ngoài dịch vụ ra em còn chạy taxi công nghệ. Ờ, vậy đó hả? Rồi. Mà em chạy đường trường không hay gì? Dịch vụ em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Ồ, vậy hả? Em chạy xe đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Đầu tiên là em muốn là bạn phải cao 1m7 trở lên. Chắc cũng gần tới rồi. Với lại sạch sẽ, gọn gàng, với lại không có càm ràm. Em gặp đàn ông dơ ở dơ vậy lắm em. Dạ, nói chung là cũng được. Được là sao, nói có được được sao? Nhìn thì cũng gọn gàng, cũng sạch sẽ, cũng đẹp trai. Nói chung là em thấy anh hiền, mà biết anh có hiền không? Mời nhà trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Mời bạn nam giới thiệu đi. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Ông Vân và chào tất cả mọi người trong khán đài. Em là Lê Trọng Trung. Em năm nay 39 tuổi. Em làm nghề lái xe. Sinh sống và làm việc thì tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, em xin. Trung 39 tuổi. Dạ. Xe gì vậy, Trung? Dạ, lái xe tải. Mời nhà gái. Dạ, chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn nam bên đó. Chào quý vị khán giả. Em họ Hương tên Mỹ. Em 38 tuổi. Công việc? Công việc của em là tài xế luôn. Em là lái xe. Ồ, vậy đó hả? Em lái xe ở đâu? Dạ, em chạy xe ở Sài Gòn này luôn. Nhưng mà trong cái giống như là xe của mình hay là taxi hay là công ty nào đó hay như thế nào? Dạ, xe của em. Em chạy dịch vụ. Ngoài dịch vụ ra em còn chạy taxi công nghệ. Vậy đó hả? Rồi. Mà em chạy đường trường không hay gì? Dịch vụ em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Ồ, vậy hả? Em chạy xe đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Hay quá ha. Vậy là hai bạn có thể đi khắp nước được đó. Nhà gái cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, em thì vui vẻ, hòa đồng, cũng biết yêu thương, cũng biết chia sẻ, biết lắng nghe. Em có thể chạy được rất là nhiều loại xe. Em bằng gì? Dạ, em dấu D. Dấu D hả? Trà dữ à. Dạ. Chàng trai dấu gì? Dạ, dấu xe. Thua rồi. Ủa, dấu xe tôi dấu D hả? Thua dấu D. Trời, phụ nữ ta dấu D. Dễ sợ không? Rồi giờ điểm yếu của mình là gì nè? Em không biết nấu ăn, với lại em rất là nam tính. Em... Trời ơi, chết rồi, rung quá. Lái dấu đề là dữ rồi đó. Tôi thi dấu đề hoài không đậu đó. Cần ngủ nước không? Lại nước. Rồi bạn trai. Điểm mạnh của em thì nói chung là em là một người hiền. Em thì không có tứ đội tưởng. Em thì nói chung hát không hay nhưng mà thi thoảng vẫn hát. Hay hát đúng không? Dạ. Mà có thật xấu gì không Trung? Cũng có lúc cũng hơi hiền, quá hiền. Chào em. Em là chị. Ừ. Bên tôi á, chắc là lần đầu tiên tiếp xúc với một không khí như thế này. Vậy mà nói lái dấu đê. Thì đó, nhưng mà người ta quen trên được tay lái rồi. Coi như đang giờ ngồi lái xe đi. Cho nên người ta bị khó thở luôn á. Khó thở luôn hả? Còn nghiệp vậy? Ừ. Chúc nha, nếu mà gặp cái mà khó thở là mình sẵn mình làm y tế luôn nha. Dạ vâng. Hô hấp nhân tạo. Trời ơi, chào cô gái dấu đê. Ờ, đó. Tôi nghe dấu đê là tôi ấn tượng rồi đấy nha. Thường phụ nữ lái dấu bê tới dấu xê là hết rồi. Dạ, nhìn ngoài đường không sao, nhìn cây cối không cảnh không sao, nhìn máy quay nó không. Nhìn máy quay không thoải mái. Dạ, máy quay mất hồn đúng thì không? Thì coi như máy quay là cây cỏ gì đi. Tính tình của em là nam tính nè, rồi thì đó là em mạnh mẽ. Mạnh mẽ đúng rồi. Thật ra là ai bạn nam nào cũng thấy không có chở che được, với lại cũng hay dễ bị xúc động, coi phim hay đọc sách đọc báo hoặc là đi nhìn ngoài là ngoài xúc thấy động. Em dễ bị xúc động, em không thích bạo lực. Thật ra là nếu mà nhìn thấy mà cảnh bạo lực là em bị khó thở. Trường em đi. Có mấy mối tình rồi? Có mối tình đầu là em nhớ nhất 7 năm, nhưng mà tụi em ít gặp nhau lắm, tụi em toàn yêu xa, thật ra viết thư thôi mà. Trời ơi. Rồi còn lâu mối tình thứ nhì nào không? Dạ, thứ nhì thứ ba thì cũng có nhưng mà không có được bao lâu ấy. Đại đa số là mấy bạn á là ghen, với lại không thích gì đó mà không nói ra. Ví dụ nói đi đón em thì tới rồi, thì em tới đó rồi thì bạn nó tới mà không nói. Ví dụ bạn núp đâu đó thì bạn theo dõi em xem coi em đi với ai hay làm gì, gặp gỡ gì không, rồi sau đó bạn mới ra. Em không thích điều đó. Dạ,
với là càm ràm hay càm ràm, cái vấn đề gì mà qua rồi là thôi em không thích nhắc lại, mà bạn mấy bạn nó cứ nhắc đi nhắc lại, em thích điều đó. Em như một cái mối tình 7 năm này không có gửi mail viết thư không vậy đó hả? Viết thư tay không à? Em có giữ, còn giữ thư không? Dạ còn. Vậy là còn yêu hả? Dạ không, em thích lưu giữ kỷ niệm. Bây giờ với những cái thư tình đó đó, ví dụ như bạn gái mà đưa cho em đọc, em có đọc không? Đọc. Dạ đọc chứ. Em có mấy mối tình rồi? Nếu mà yêu mà đến mức sâu đậm thì chắc là chưa. Mới mém mém tí rồi đã... Mém mém tí hả? Vâng. Tức là khoảng bao nhiêu lâu, yêu bao nhiêu lâu? 3 đến 6 tháng. Trời ơi, yêu 6 tháng vậy đó. Không sâu đậm mà có hung gì chứ? Dạ, chưa hơn ạ. Trời ơi, đàn trai chưa bao giờ hung cô gái nha. Hôm nay gia đình mình được của nha. Mình là... Bây giờ bên nhà gái cho đàn trai biết là bạn muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đầu tiên là em muốn là bạn phải cao 1m7 trở lên. Chắc cũng gần tới rồi. Với lại sạch sẽ, gọn gàng, với lại không có càm ràm. À, ủa bộ biết... em gặp đàn ông dơ ở dơ vậy lắm hả em? Không phải, nhìn không phải dơ không dơ, nhưng mà em nhìn thấy mà tướng mà luộm thuộm em không thích anh ơi. Tức là không cần hàng hiệu nhưng mà nói chung là phải sạch sẽ thơm tho. Yên tâm người đàn ông bên đây mặc dù lái xe tải nhưng mà tưởng đâu lái S500 không? Mercedes không? Dạ, với thêm nữa là phải biết yêu thương, chia sẻ. Đi ở đám đông thì ôm eo của em, luồn cái tay ra sau á, ôm ôm ngang hông á. Trời ơi, là vậy đó hả? Tay. Dạ đúng rồi, em thích vậy. Trời lãng mạn vậy, được không? Được không Trung? Dạ, cái đó là cái em thích đó. Cái đó là cái em thích. Em thích. Vậy là hay quá. Hai người này vậy là cùng sở thích rồi đó nha. Phải nói chung là thật thà thẳng thắn á, đừng có nói vòng vo bắt suy nghĩ nhiều, em không Rồi. Em không nghĩ được, không nghĩ được. Trung thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm bên nhà gái? Em thấy chắc đáp ứng 90% nè. Còn Trung, Trung muốn người phụ nữ tương lai của mình như thế nào? Nói chung em thích những người phụ nữ không có nóng tính. Cô bên kia thấy cũng gọi là nhẹ nhàng lắm. Em có nóng tính không em gái? Dạ em nóng tính anh ơi. Nóng lên làm gì? Là em nói luôn, đôi khi em không có nhìn được cảm xúc của bên kia, em không thích gì là em nói liền luôn, em nói ngay luôn, em không có suy nghĩ, nhưng mà sau này nghĩ lại thì cũng thấy tội bên kia. Rồi gì nói chung? Nói chung là em thích những người phụ nữ là biết chăm lo gia đình. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình tiến tới nào. Nhà gái đi với ai? Em đi với má nuôi của em với lại mấy anh chị. Rồi xin mời nhà gái cho ý kiến ạ. Chào chú Linh và cô Hồng Giang. Dạ. Chào các khán giả. Thì con gái Mỹ tôi thì mạnh mẽ, cá tính nó thẳng thắn. Nhưng mà cho nên đó là tới bây giờ ba mấy chưa có lập gia đình. Còn về mà tại điểm tốt á, thì con gái tôi thấy nó vậy á, chứ nhưng mà nó có lòng nhân hậu lắm, thương người hòa đồng. Theo mẹ nãy giờ á, thì mẹ thấy cậu này á, thì ngoại hình thì cũng được. Về mà nghề nghiệp á, thì nó cũng phù hợp với lại con. Thì bây giờ mẹ thấy tốt. Được. Rồi, cảm ơn. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với ba của em. Kính chào Quyền Linh, đẹp trai. Kính chào Hồng Vân, xinh gái. Kính chào tất cả các vị khán giả. Tôi là ba đẻ ra Trung. Nhưng mà nói về Trung á, thì thực ra thì cũng được cái siêng làm, mà cũng có rất nhiều cái tài vật, chịu khó của cũng có thể là nội trợ cũng tốt đấy, vì ở độc lập cũng nhiều rồi. Còn con về gái á, thì khỏe, công việc ổn định, sinh gái, điều kiện công việc có vẻ cũng tức là đi nhiều nơi nhiều chỗ thì chắc là kinh nghiệm, và đồng thời gia đình có thể cũng rất ổn. Người phụ nữ là người của gia đình mà tốt nữa. Hỏi thêm tức là cái nội trợ của con thì bây giờ cái hỗ trợ cái nội trợ làm sao? Đại đa số con ăn ở ngoài thôi, con không biết nấu ăn. Rồi lái xe mà. Rồi. Cái nghề này cũng mệt, nghề này lái xe suốt rồi chắc đúng cũng rồi, căng thẳng. Nói thực đâu đi cũng hợp cái thời này thôi. Còn cảm ơn khán giả rất nhiều. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn. Nãy em nói em hát được đúng không? Dạ. Giờ mở ra rào ra là vừa tặng qua vừa hát luôn nha. Dạ. Hát bài gì vậy? Hát bài em quên luôn cái tên. Trời ơi, quên cái đề luôn hả? Em hát một đoạn trong bài hát là Tâm Hồn Sao Động. Rồi, thôi mở rào. Có gì hô hấp nhân tạo nha. Dạ. Khó thở nữa nha. Khó thở là bên kia ta hô hấp ráng chịu đó. Dạ vâng. Bắt đầu tiến tới. Dạ, dạ chào anh. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh.
món quà dễ thương quá. Anh tặng em bông lan. Dạ. Yeah. Anh xin hát một đoạn. Rồi hôm nay không là mưa, vòng tay em du anh làm thơ. Anh biết bây giờ, anh biết bây giờ anh đã yêu. Yeah, hay quá. Mình tặng quà. Dạ em tặng anh cuốn sách với cái thiệp. Em hát tặng anh ấy một bài đi. Đến với chương trình em sẽ hát bài Vết Son Trên Áo. Khi đang ngồi chơi trong quán ăn, anh kêu rằng anh muốn đi, đi mua một bao thuốc lá thơm bên ngôi chợ ngay góc đường. Anh ra đi sao thấy hơi lâu, đi qua 30 phút hơn. Khi anh vô trong mắt anh sao thấy có những nét dối gian. Khi son môi trên áo anh thì ra anh đã dối em. Khi son môi trên áo anh nhìn xem em không nói thêm. Đã biết thế chớ trách sao em không yêu anh đâu. Vết son môi in trên cổ áo chẳng thêm anh nữa đâu nha. Yeah. Chúng ơi, chúng nắm tay đi. Tại vì bạn này là tay bạn lạnh, bạn run dữ lắm. Nắm tay đi. Đưa qua anh cầm coi. Nắm hai tay cảm nhận lần đầu gặp cô gái dấu đề làm sao. Nhìn thẳng đi. Em không biết nói gì đâu. Cảm nhận lần đầu tiên sao, nói đi. Nói chung lên đây thì thấy bạn gái thì nói chung mình cũng có một chút cảm tình ban đầu. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Thì nhìn em rất là xinh. Cảm ơn anh. Tối nay mất ngủ rồi. Anh mong là mình sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ. Yeah. Yeah. Nhìn thẳng vô mắt ảnh coi. Coi có tươm tất nè, sạch sẽ, gọn gàng nghe muốn không? Dạ, nói chung là cũng được. Được là sao, nói có được sao? Nhìn thì cũng gọn gàng, cũng sạch sẽ, cũng đẹp trai. Nói chung là em thấy anh hiền, mà biết anh có hiền không? Anh có gia trưởng không? Anh thì không gia trưởng. Ok, vậy được rồi. Yêu em thì nói chung là cuộc sống của em với anh thì lúc nào ấy, trong nhà gia đình thì anh cũng mong rằng là mình luôn vun đắp tình yêu. Yeah. Vì nhau để sống làm sao mà cái được tạo được một cái gia đình hạnh phúc. Nói thế giờ anh có muốn có con gì cũng nói luôn đi. Anh mà đến được với em thì anh muốn thời gian nó ngắn một chút, muốn có baby luôn. Liền. Vâng, đúng rồi. À, vậy em cũng muốn có baby liền. Nếu mà chúng mình cưới nhau thì có sinh 4 baby. Sinh 4 baby. Em thích con nít. Thật ra là nếu mà được thì mình đến với nhau thì mình sinh 4 baby, nếu không thì 3 đứa cũng được. Mỹ, em có áp lực không Mỹ? Bây giờ người ta là hàng còn nguyên thùng đó. Dạ không sao. Bây giờ trước khi về ghế ngồi hai người thử ôm nhau một cái coi cảm xúc nó sao nào. Chung. Ôm. Ấm không? Ấm không? Ấm Mỹ. Họ cái tay qua gì đó. Cái tay qua eo đó em. Nói chừng nào đi á, đi đâu thì thử em lòn tay qua eo thử cái vòng tay eo qua vậy nè đó không đó, cái đó, là đúng rồi đó. Vậy là đi đâu đó đúng chung. Dạ được ạ. Cái tim mình có sao động gì không? Dạ cũng quá dao động. Mình hẹn hò sao bởi vì người ở Vũng Tàu nha. Tại vì em có phương tiện cá nhân thì ra là nếu mà muốn gặp thì cũng phải đi được, sắp xếp thời gian được, tại vì em là làm việc tự do. Hẹn hò thì nói chung anh thì sở trường là anh thích đi phượt. Dạ. Thích đi mô tô. Anh có xe hả? Xe máy hay xe mô tô? Ok, em thì không có. Nếu mà đi du lịch, em thích đi du lịch. Em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi, nhưng mà đại đa số là em chở khách đi thôi, hoặc là đi với gia đình, chứ còn đi một mình là em không đi. Vậy bây giờ em muốn anh chở nó đi. Dạ đúng rồi, bây giờ. Có giờ em chở người ta không à? Tại là lâu lắm rồi em cũng không có chạy gắn máy. Thật ra là bây giờ em cũng muốn có được cảm giác chạy gắn máy ở ngoài đường, dạo phố, cũng thích thế. Dạ. Vậy thì sao chung? Sắp tới thì anh hy vọng là anh sẽ có cơ hội thì chở em đi chơi. Dạ, cảm ơn đi anh. Đi bằng mô tô thì anh chở thì em ôm anh. Và nếu mà em chở thì anh sẽ ôm em. Ok, chắc chắn rồi. Thì nói chung thì bây giờ anh đang ở Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì anh cũng có nhà, có đất rồi. Thì nếu mà mình mà về thì có thể về Bà Rịa Vũng Tàu ở với anh. Dạ. Yeah. Dạ được anh, em về đó ở được. Tại ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng có người nhà em dưới đó nhiều lắm. Em gái của em ở đó, bé Út. À vậy, vậy khỏe rồi. Dạ. Yeah.
để tay nút bấm đi. Để tay vô nút bấm đi, thấy được là bấm luôn, khỏi đếm luôn. Và đằng sau đó cơ cưng. Và đếm luôn nha Linh nha. Đếm luôn nha nè, 1 nè, 2 nè, 3. Bấm. Đấy, cạch cạch luôn. Thôi vô. Bây giờ chính thức rồi đó nha. Dạ. Anh thấy là Trung cũng hiền, mà thật sự em cũng là con gái phụ nữ, nói chứ cứng cáp chứ cũng yếu đuối lắm á. Khó thở, khó thở. Dạ. Nụ hôn đầu tiên đó nha. À, con xin phép má nuôi cho con là tờ hôn Mỹ. Ôm chặt vô, ôm chặt vô. Mạnh vô, bình. Rồi, Mỹ, Mỹ làm lại đi. Không, mạnh mẽ lên. Bắt đầu hai bên luôn. Bên này nữa. Mới chán luôn. Để ôm nắm chặt tay nhau. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ... Chúc hai bạn sớm về chung một nhà. Tôi khóa vô khó thở nè. Một ngày thật đẹp. Và hy vọng rằng họ sẽ cùng nhau nắm tay nhau đi suốt quãng đường còn lại thưa quý vị. Cấp. Không cần phải chòi thì em đi ngang, em ghé chòi em nghỉ mệt thế thì có. Nghĩ mình nghĩ ai? Không đâu, em đi mình nên, em đi là đi lên công việc đi làm á. Đi mình nên vô chòi làm gì? Không có chòi. Anh ơi, cho em hỏi có cà phê không anh? Có cà phê không anh? Có của giờ bây giờ em giao hết mà đó, bởi vì em mới cần thương em sự thật, em không có tính toán hoặc là con cái hay là vấn đề gì do mẹ thôi. Cứ chạy về 15 triệu đưa vợ hết à, trai. Rồi đi em, xin mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Dạ, bên nhà gái xin được phép giới thiệu trước ạ. Rồi xin mời. Dạ, em tên Nguyễn Thị Thanh Nga, năm nay em được 43 tuổi. Em làm dài thể thao. Nga là ở đâu Nga? Dạ, em ở Biên Hòa, Đồng Nai anh. À, rồi mời em trai. Em tài xế xe. Em tên là gì? Em tên Lê Quang Lê, năm nay 44 tuổi. Em ở đường tỉnh Lộ 10 đó em. Đồng Nai với tỉnh Lộ 10 cách nhau chừng vài chục. Đồng Nai thì em đi ngang hoài. Đi hoài đúng không? Em có lái xe bỏ giày chưa? Có, em giao mấy cái cối mà đế giày, mấy cái cối đế đó. Ủa vậy đó hả? Vậy là được à, có đôi khi là giao lấy giày bên đó rồi mà chưa biết á. Rồi bây giờ chúng ta đến với phần ưu điểm và khuyết điểm đi, xin mời nhà gái. Dạ, cái ưu điểm của em á thì vui vẻ, hòa đồng. Còn cái khuyết điểm của em á thì ai mà nói gì tới em mà không đúng cái em buồn. Em buồn cái em khóc. Buồn khóc rồi chứ mình không làm gì người ta hết. Không giống làm anh hết, chỉ buồn khóc hả? Thôi. Giống anh. Buồn giống Lây hả? Cũng buồn khóc. Một mình không ai biết. Vậy là em với anh giống nhau có chỗ đó rồi đó. Về vui cái là hai đứa mạnh ai nấy khóc, không ai nói với ai nữa mới vui. Kỳ. Em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Nấu rồi cũng được anh Thường. Ngon không? Cũng ngon mà. Cũng ngon hả? Rồi khuyết điểm là gì Lây? Ít nói. Ít nói. Gì nữa? À, hay buồn vậy thôi, còn cái là đi cà phê. Cà phê mà làm gì khuyết điểm? Tội nghiệp quá là phê. Cũng cà phê thì cũng các kiểu anh. Kiểu gì? Cà phê thôi chứ. Em uống cà phê kiểu gì em nói cho nghe coi. Có nhiều kiểu cà phê lắm. Cà phê ba rồi như mình đi cà phê vậy đó. Cà phê chòi có không? Không, cà phê chòi thì em đi ngang, em ghé chòi em nghỉ mệt thế thì có. Nghĩ mình nghĩ ai? Không đâu, em đi mình nên, em đi là đi lên công việc đi làm á. Đi mình nên vô chòi làm gì? Không anh ơi, em hỏi có cà phê không anh? Có cà phê không anh? Không, tại nào giờ anh không có cà phê, anh không có biết cà phê ôm em ơi, anh biết cà phê bình thường à. Hồi nãy mới nói tao uống cà phê các kiểu. Có đi cà phê giỏng không? À, cà phê giỏng thì có. Có thì chưa? Nhưng mà em nằm ở anh thôi. Sao mà em biết ông nằm ở anh? Không, tự thật. Hả? Hiểu không? Cà phê chọi đâu nhiều chỉ anh coi. Cà phê chọi. Cà phê chòi thì ở đâu? Cũng là ở đó luôn đó. Ở Đồng Nai nhiều lắm.
Nữa. Nữa. Có chuyện của mình đừng làm có ngành đi hỏi người ta địa chỉ. Tôi dám được, tôi biết nhiều chỗ lắm. Tôi dám được, tôi biết nhiều chỗ lắm. Trời. Tôi đi hoài à. Tôi đi hoài à. Bữa nào mình đi uống cà phê tròi bữa nha. Bữa nào tôi dám ông đi, tối ông đi. Anh hiền khô à. À. Nó đâu có gì đâu, nó buồn buồn đi uống cà phê tròi, phải giỡn chơi vui thôi, có gì đâu. Cứ tấn công tao hoài. Ừ. Tại mệt, mệt em vô đó em nghỉ mệt thôi chứ. Nào giờ mấy mối tình rồi? Nó hai mối tình mà người ta yêu em không à. Trời ơi trời, sao lạnh lùng vậy? Không phải là người ta yêu mình mà mình không yêu lại. Yêu chứ mà cái là em không có chủ động á. Ví dụ người ta nói anh ơi, giờ em thích anh quá rồi sao? Thì đây em cũng nói thì có xem xét kỹ chưa mà thích. Như anh là một người tài xế xe vậy đó. Và anh cũng chưa có đến hoặc là một cái tấm lòng thương ai hết. Thì em thương thì như cũng tìm hiểu nhưng mà rồi người đó chủ động hoặc là điện thoại hẹn hò vậy nữa à, em còn cái tình cảm của em là không có đâu. Rồi để tôi gọi coi nhà gái, tôi coi mắt nhà gái coi làm sao. À, chào em gái. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một đời chồng à. Đã ly dị này được 2 năm. Lúc đó thì em với ông xã em thì cảm dạng như là không có quan tâm tới em, mẹ con em. Cho nên là cảm thấy thì không hợp nữa thì tụi em chia tay. Con em là con trai hay con gái? Dạ con trai. Giờ ở với ai? Dạ ở với em. Ở với em luôn? Dạ. Rồi em đi làm ai giữ bé? À, bé đi học anh, ở nhà với bà ngoại. Mấy tuổi rồi? Dạ nay bé được 10 tuổi. 10 tuổi? Dạ. Lây nghe cô bên đây có gia đình rồi thì em nghĩ sao? Một khi em không lên đây, em lên đây em cũng chấp nhận người đó. Vậy thì bây giờ anh nói luôn là cái tiêu chí của anh để chọn bạn gái nó là cái gì? Tính tình sao? Tính tình thì tình người, người đó. Như tỷ mình nhìn thấy người già kia nọ mình cũng thương, mình đừng có lấn lướt. Hoặc là mình đi trên đường cũng vậy, mình chạy chiếc xe, mình gặp người già mình cho qua trước đi. Ừ. Mình từ từ mình qua, à. Đó là mình cảm kích cái người lớn. Rồi. Thứ nhất, cái thứ hai nữa thì nói chuyện đâu qua đó rõ ràng. Ừ. Không để ấp mở mở trong lòng. Đây là một chàng trai rất là hiền lành, chất phác, thật thà, lo làm ăn. Đó. Còn em muốn tìm một người chồng tương lai thế nào? Nói chung là em thì cũng muốn một người có tương lai, một người mà để gọi là tâm đầu ý hợp á. Thì thứ nhất á là người đó cũng thiệt tình và đồng thời á phải đồng cảm với em. Cái thứ nhất, thứ hai nó đừng có ghen quá. Người mà dạng như chung chăn chung gói với mình á thì ghen quá thì mình cảm thấy là nó cái sự ngột ngạt. Dạ. Có ghen không Lây? Thương với nhau mình phải tin tưởng lẫn nhau, còn không thương thì thôi. Rồi Lây đi với ai vậy? Em đi anh anh mình anh thôi. Còn em gái Nga đi với ai? Dạ em đi với em họ của em. Em họ? Dạ. Rồi chào em họ của Nga. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em nói chung là nãy giờ em thấy anh Lây á thì có cái anh thì nói chung là hiền, thật thà và giống như là nói năng cũng điềm đạm lắm. Như vậy thôi. Có hợp với chị nhưng em không? Là em cảm nhận em chắc không hợp. Em cảm nhận em chắc không hợp. Anh thì hiền quá. Còn chị thì hơi chị lanh. Thì em thì lanh, lanh nhiều hơn anh. Bù trừ cho nhau được mà. Rồi. Cảm ơn bạn. Bây giờ thì chúng ta cho hai bên gặp nhau đi nhờ. Rồi. Mở rào. Đó. Đây là phần của em đó. Vô anh. Quà anh gửi em kỷ niệm. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà để gửi cho anh. Đây là một bức thư và một cái hộp kẹo. Rồi, anh cảm ơn em rất nhiều. Em mở ra coi. Kẹo, kẹo. Hả? Kẹo. Cái đó là kẹo cái... hả? Kẹo ngon quá. Nhớ hồi chi anh còn. Trời ơi, xin ăn nữa. Này gì đây? Trời gì quá, đẹp quá vậy. Thư tình cuối mùa thu đó. Chào anh. Ngoài kia rất nhiều người, nhưng chúng ta gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Em hy vọng chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ và chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội anh nhé. Được không? Bỏ đây làm kỷ niệm, nằm ở trong tim của mình ngay từ đầu đi nha Lây nha. Em quay qua đây nói chuyện với lại Nga đi, nó lớn lên sao cho Nga nghe nè.
Em chào anh. Anh lần đầu tiên anh gặp em anh thấy sao? Dễ thương. Thì gái thì em còn em nhìn thấy anh có đúng đối tượng của em không? Bây giờ nếu mà nó đúng đối tượng hay không đúng đối tượng á thì để tìm hiểu thêm và mới biết được nó có đúng hay không. Chứ bây giờ mới gặp nhau cái mình đâu có thể nào đánh giá bên ngoài được, đúng không anh? Thì nếu mà cảm thấy được á thì bao lâu anh cưới? Thật cưới xong rồi tiền ai giữ anh? Đó. Vô luôn. Gia đình anh mà bao nhiêu anh có hai anh em à? Bây giờ từ từ để từ từ em trai tôi đang rung trả lời từng câu ha. Cái tình cảm thì không biết là em dành cho anh như thế nào. Cái phần đó thì để tìm hiểu sau. Đúng rồi. Nhưng mà anh thương em thì anh chấp nhận anh cũng thương con em. Đó. Cái điều kiện đó là anh làm được. Thí dụ anh thương em chừng nào anh cưới luôn, hỏi luôn rồi đó. Mình có thể qua năm sau một năm mình cưới. Sau một năm mình cưới được không? Dạ. Rồi chẳng hạn như cưới rồi về ở đâu anh? Anh thì anh ở cậu hồi nhỏ tới lớn, thì bây giờ cậu cũng là lớn rồi, cũng lớn tuổi rồi. Sau khi về bên nhà, bên Cần Thơ quê ngoại sống là bây giờ ở đó thì không ai ở. Khi ông mất rồi cũng không ai ở. Khi về đó anh ở. Cần Thơ là ở đâu? Nó thuộc về huyện Phong Điền anh. Huyện Phong Điền, sát thành phố Cần Thơ luôn. Đó giờ á quê em thì sinh sống ngay tại ở biên hòa Đồng Nai. Thì công việc của em đó cũng đang ở Đồng Nai. Nếu như mà thật sự em mà đi theo anh về bên đó thì thứ nhất là phải có công việc. Khi một mình anh làm nuôi thì hai mẹ con thì cũng hơi bị khó khăn. Thì cái đó em cũng nói trước. Ở Đồng Nai lại mà ở với ai, nhà của ai? Dạ nhà đó là nhà của em. Thí dụ bây giờ lay về ở Đồng Nai với em rồi lay lái xe rồi hỗ trợ em thì có được không? Dạ cũng được anh. Đó, mình mở ra thêm một cái cửa nữa, đúng không? Thậm chí là hai đứa mà yêu thương nhau á, mình sẽ phát huy cách là gom tiền mua cái xe rồi chạy dịch vụ nữa. Đúng rồi. Cái ước nguyện của em nó điều đó thôi. Điều đó thôi đúng không? Đơn giản. Em làm thì như là có của thì vợ nắm. Vậy thôi. Có của vợ nắm. Bây giờ em giao hết mà. Đó. Bởi vì em mới cần thương em sự thật. Em không có tính toán hoặc là con cái hay là vấn đề gì do mẹ thôi. Cứ chạy về 15 triệu đưa vợ hết. Đúng không? Chia lợi ích đúng không? Lấy lợi ích sổ hồn. Sổ hồn. Lấy lợi ích đi cà phê rồi. Thấy tội nghiệp không? Nhưng mà lấy vợ có đi cà phê đèn màu không? Có đi chở vợ đi theo. Chở vợ đi theo. Cậu thật tình lắm á. Hiền thiệt luôn á nha. Hiền thiệt chứ không phải là hiền giả. Không phải là diễn đâu nha. Đúng rồi, em thấy hiền. Bây giờ này nè, em tiến tới, em lại em nắm tay Nga coi. Anh cho anh xin nắm tay nha. Đứng kéo nha, đứng lên. Trời ơi, mùi hôi không kìa. Rung quá mà ra mùi hôi luôn. Rung lắm á. Rồi, bây giờ là nè, người ta là còn trong trắng luôn á nha. Chưa có người yêu. Có lẽ đây mà yêu được là yêu tới cùng luôn á. Chưa nắm hai cái tay để đây coi. Đi không lẽ tôi đi theo hai người này luôn. Em nhìn vô mắt Nga coi. Nhìn thẳng thẳng sâu vô mắt Nga coi. Em hát thử bài gì đó cho nó. Cứ ngỡ đời tôi đã hết thật coi. Bởi vì số phận tôi gặp không may. Tương lai mong ước trong đời xui thay sụp đổ tới bời. Ôi gã gời thẳng sáng trời ơi. Hay quá. Như từ đâu xuất hiện một người mang cho ta ánh sáng cuộc đời. Ta hạnh phúc bên người người. Đó. Thấy chưa? Hát ngọt ngào tình cảm. Em hát tặng lời bài cho anh đi. Nói chung là em không có thuộc anh Quyền Linh ơi. Cho nên là em chỉ có nói thôi chứ. Rồi em nói gì em nói với anh đi. Thì nói chung là anh thấy anh á thì hát rất là hay, hiền. Thì thì sao em? Thì vấn đề nãy em cũng trao đổi anh gì đó thì cứ từ từ mình tìm hiểu. Là tìm hiểu là mình tìm hiểu như thế nào em nói anh? Đúng, đúng. Anh rảnh cái thời gian nào? Anh tìm chừng nào mới hiểu. Anh thì nếu mà anh rảnh thì bữa Chủ nhật. Còn anh chỉ muốn nói với em á, thì anh thương em sự thật. Mình đừng có hai điều mình đừng bỏ lỡ ha. Một, chuyến xe cuối cùng. Hai, là người thương mình thật lòng.
Anh mong em đừng bỏ lỡ. Anh mong em đừng bỏ lỡ. Hay quá, thấy chưa? Anh nói nhỏ mà cái câu cuối hay ghê không? Bấm là phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình, phải tạo mọi điều kiện để tìm hiểu với nhau. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Em gái không bấm. Em còn băn khoăn điều gì? Nói chung là em thấy anh này á, thì cũng hiền. Và nói chung chắc không phù hợp với em. Thật ra cuộc đời để kiếm cái người mà Phù hợp với mình lắm. Nó khó lắm. Dạ. Có thể chúng ta tự tạo cho mình cái cơ hội để mình phù hợp với nhau, hay là chúng ta có thể thương những cái gì mà nó chưa hợp với mình. Cái điều đó hay nha, có những người không hợp nhau nhưng họ sống với nhau cả đời luôn, bởi vì họ hỗ trợ cho nhau, xa nhau thế họ thiếu cái gì đó. Còn hai hợp với nhau á, là hai người cùng cá tính với nhau, nó dễ chọi với nhau lắm. Thôi, duyên số mình không có rồi, em trai nha. Em ít có cô gái lắm, thì nghe em nhút nhát. Em này á, thì nói không hợp thì em cũng chấp nhận. Không sao đâu em. Rồi sẽ có rất nhiều người trên truyền hình hợp với em, có rất nhiều người trên truyền hình sẽ hợp với em gái bên kia. Cảm ơn anh chị. Rồi, đi xuống đi đây xuống chị. Đây. Rồi, em chào anh Linh. Rồi. Rồi, chị đi đường này nè. Đôi khi cuộc sống mình mong muốn người mà hợp, thật hợp với mình rất rất là khó, khó lắm. Chính vì thế chúng tôi luôn luôn muốn những cặp đôi họ sẽ suy xét cho tận cùng để xem cũng không cần hợp gì cho lắm, chỉ cần hợp một chút chút thôi. Rồi từ đó chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta phù hợp với nhau. Con gái mà, lúc nào cũng muốn được nhỏ bé trong vòng tay của người mình yêu. Được không em trai? Ok ạ. Ok ạ. Chăm sóc như một người cha chăm sóc cho con được không? Được. Vợ chồng chứ làm sao mà cha con được? Không, tức là yêu thương mà. Đây là tờ 50.000 em đặt bao nhiêu cái tờ? Cái này là em muốn 50 tờ tượng trưng cho em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời, hợp lý nha. Anh không phải hỏi nhiều nữa, tại vì anh thấy em quá hợp lý rồi, anh không muốn hỏi gì thêm nữa. Vậy mà kêu nhát gái. Trời ơi, ăn nói vậy mà kêu nhát gái. Mời nhà trai. Oh. Wow, wow, wow. Hú hé quá, bên đây tò mò quá. Đang cầm đây ơi. Mình giới thiệu đi nhà gái. Con chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Diễm, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Diễm. Năm nay em 25 tuổi, em quê ở Tây Ninh. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Tây Ninh luôn. Công việc hiện tại của em là quản lý siêu thị Bách Hóa Xanh đó chị. Bây giờ mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái nghe nè. Xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và chị. Chào bạn nữ bên kia. Em xin giới thiệu là em tên là Kim, Bùi Hoàng Kim. Năm nay là 33 tuổi. Hiện tại là em đang kinh doanh tự do bên ngành mắt kính. Quê quán thì em ở Thái Bình, còn em sinh sống và làm việc tại Hậu Giang. Mua bán mắt kính hả? Không, em kinh doanh ngành mắt kính. Ngành mắt kính tức là mình mở cửa hàng riêng hay sao? Tiệm mắt kính. Bên kia là quản lý nhân viên ở siêu thị, bên là chủ cửa hàng mắt kính. Hai người hợp tác nhau được đó. Em gái ơi, nó hơn khá tuổi chút xíu, em thấy được không em gái? Dạ, thưa chú thì con không có quan trọng tuổi tác chú ơi. Mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của nhà gái nghe coi nè. Ưu điểm của con thì đầu tiên là dễ ăn dễ ngủ á chú, luôn có trách nhiệm với những cái công việc mà mình làm hoặc là mình phụ trách. Rồi ưu điểm cuối cùng là do con làm trong siêu thị á, thành ra mấy cái việc như là lựa rau nè, làm cá nè, mấy cái đó con làm được hết. Tháo vát quá trời. Nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là hiền lành, dễ nói, gặp ai cũng nói chuyện được. Nhưng mà Thái Bình sao mà vô tới Hậu Giang lận? Dòng đời số đẩy. Cái này sâu hơi mạnh nha. Ở dưới thì em ở với ai? Hiện tại em ở một mình, vào đây một mình luôn. Mà sao không vào thành phố Hồ Chí Minh đi xuống thẳng Hậu Giang luôn? Em vào rất nhiều tỉnh rồi. Có nhà riêng ở dưới hay mình thuê? Cái đấy là em đi thuê tiệm, mở tiệm ở tại tiệm luôn. Lúc này mắt kính làm ăn khá không? Nói chung là mắt kính vẫn thua nhiều ngành nghề khác anh ạ.
Không có thua đâu, lúc này người ta đến tiền nhiều quá, người ta bị mờ đó. Nghe tiếng cũng nhiều, người ta chắc làm ăn cũng khá ha. Không, mấy cái ngành nghề khác thì làm ăn tốt hơn, ổn hơn. Em chỉ mức đủ sống. Bây giờ lấy vợ, chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Em thì chuẩn bị từ ba mấy năm rồi, chứ không phải đến bây giờ. À, đó. Nhà trai tôi lý lịch trích ngang là vậy đó, nhà gái thấy sao? Nói chung thì có chí thì nên thôi. Bây giờ mình hỏi về tình trường đi. Em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình rồi chị, dài nhất là 1 năm. Sao chia tay? 3 mối tình em chia tay đều là yêu xa á chị. Rồi bây giờ người Tây Ninh còn người Hậu Giang. Thật cái ra ngược nhau luôn á. Thật ra thì em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Trời ơi. Em về Tây Ninh hồi đầu tháng 6. Em ở dưới Hậu Giang 3 năm. Ừ, xong sao tréo ngoan quá vậy? Mấy bạn giống như chơi rượt bắt nhau vậy đó. Dạ chào chàng trai. Chào chị ạ. Bên kia người ta yêu xa nên người ta chia tay đó. Mình tính sao, mình có dọn qua Tây Ninh không? Tại vì tiệm em nằm một chỗ để dọn cũng hay mình kéo khó. Người ta về. Chắc là kéo người ta về. Tại ngày xưa người ta cũng ở Hậu Giang mà. Vâng. Bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì 4 mối tình. Toàn cấp 2, cấp 3. Chia tay do tính em nhút nhát quá. Nhút nhát quá. Còn mối tình thứ 3 thì mới cách đây tầm 6 năm. Tại vì cô đấy cũng quen mình nhưng không biết là mình là người thứ 3 lúc nào. Đoạn trường còn quá. Người thứ tư thì do cô ấy kém cái chênh lệch tuổi quá nhiều, ngày nào cũng cãi nhau, ngày nào cũng chia tay, nói chung là mình không kém nhau. Kém tới 8 tuổi rồi nữa. Không, kia kém đến 14-15 tuổi rồi. Ồ là con rất là trẻ luôn. 25 tuổi hả, là sinh năm mấy ta? Dạ con sinh năm 97 á chú. 97 hả? Dạ. Ba mối tình chắc cũng kinh nghiệm yêu đương nhiều lắm nè ha. Hay gì chứ, đâu có kinh nghiệm gì đâu chú. Bây giờ mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Ngoại hình thì con thích bạn nam cao hơn con. Cao hơn? Cao. Tại vì con có 1m52 à. Bạn kia 1m53. Bạn kia 1m53. Nói là chứ cao hơn cũng khúc á. Dạ, rồi con cũng thích bạn nam hơi mập mập một chút. Nó cũng hơi mập chút à. Gần mập thôi. Dạ. Mập cỡ chú được không con? Dạ, được, cũng được cái chú. Hôm nay lên 8-9kg nữa. Hôm nay lên 8-9kg nữa. Gì nữa? Bạn nam thì không cần trắng đâu, cũng không cần đẹp trai lắm. Nó cũng không trắng mấy. Yên tâm, yên tâm. Con thích bạn nam về tính cách thì con thích bạn nam vui vẻ, dễ gần. Bạn này có đó. Bạn nam không hút thuốc, nhưng mà đi nhậu thì được chút. Sao, có hút thuốc không? Chưa từng hút thuốc. Có nhậu không? Cái đấy thì người ta mời thì công việc thì... Đó, được. Gì khó hơn đi. Không có tính gia trưởng á chú. Mình nói hiền mà. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Con muốn giống ba con. Ba con luôn dành những điều tốt nhất cho con. Coi như là bạn trai con phải chăm sóc con như là ba con chăm sóc con vậy đúng không? Rồi, đại khái nó vậy đi. Con gái mà, lúc nào cũng muốn được nhỏ bé trong vòng tay của người mình yêu. Được không em trai? Ok ạ. Ok ạ. Chăm sóc như một người cha chăm sóc cho con được không? Vợ chồng chứ làm sao mà cha con được? Không, tức là yêu thương á. Yêu thương trọn đời luôn á, là không bao giờ gọi là không bao giờ làm tổn thương. Làm tổn thương hơn con gái của mình. Em chưa bao giờ làm tổn thương con gái. Những người ta toàn tự chia tay, em chưa làm tổn thương người nào hết. Rồi. Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Hả? Nói lên nói chị cho vui thôi, chứ còn thực sự thì em mẫu hình lý tưởng thì không cần thiết nhiều. Chỉ người cô gái nào hiền lành, dễ tính, lo cho gia đình là được. Bên đây á, thật ra nè, gương mặt cũng rất là xinh nha. Cười tươi như chị Ngọc Lan luôn á. Vậy cái điều gì mà em không thích ở phụ nữ? Nói nhiều quá, nói nhiều là em đau đầu. Phụ nữ nào cũng hay quá, nói là phải mình không làm đó, rồi mình ta nói thôi chứ gì. Nhưng mà chị nghĩ là em nên tập làm quen với những cái âm thanh sống động như vậy trong gia đình. Tại vì cái cô tình trước nói em chịu không nổi. Nó mà chịu không nổi. Thật ra đó em phải quan điểm này nè. Giọng nói của người phụ nữ trong gia đình là âm thanh vàng đối với tất cả những người đàn ông. Phải quan điểm vậy thì đó là kim chỉ nam trong cuộc sống mà em. Người ta nói toàn đến 3-4 giờ sáng thì em còn kinh doanh không ngủ, thể ngủ được. Còn phải suy nghĩ không thể nào ngủ được. Vậy là em mệt rồi. Bây giờ em về em có chiêm nghiệm câu quanh nè nha. Gần như tiếng càm ràm nó trở thành một sự yêu thương trong mỗi gia đình chúng ta rồi. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi, em trai đi với ai? Em đi với cháu em. Cháu gì mà bự dữ vậy? Cháu chào chú Quỳnh Linh và em chào chị Ngọc Lan.
Thì cháu tên là Giang, cháu là cháu của chú Kim. Thì hôm nay đến đây để cổ vũ tinh thần cho chú Kim, để chú sẽ tìm được một người vợ. Nói chung là khi mà nghe câu đầu tiên á, nói là cho phép cháu gọi là cô luôn nha, tại vì cháu đồng ý luôn rồi. Thì cái câu đầu tiên mà nhà gái nói là làm ở Bách Hóa Xanh á, thì cháu thấy ok rồi đó. Tại vì cháu cũng làm trong tập đoàn MWG Thế Giới Động á. Bách Hóa Xanh là một phần của Thế Giới Động. Thì những cô gái mà làm bên Bách Hóa Xanh á thì rất là chăm chỉ, chịu khó. Cái ngoại hình của cô bên này thì cũng rất là xinh gái nữa, tính cách lại hiền hòa, hoạt ngôn nữa, rồi vui vẻ, thì có thể bù qua cho chú của cháu. Chú của cháu thì khá là nhút nhát, nên là hai người có thể bù trừ cho nhau. Đó, chú Kim ơi, cháu có một lần nhắn gửi, nhớ giữ nha, bấm nút liền tay luôn cho chú ha. Hôm nay gia đình chú Kim đi đông không? Gồm có cháu và anh chị em bạn bè kế bên này với lại ở bên kia nữa, cổ vũ nhiệt tình luôn ạ. Trời ơi, quá trời đông. Chú Kim có tật xấu gì không cháu? Chú Kim có tật xấu rất là, hồi nãy chú có nhắc là chú cực kỳ nhát gái luôn, cầm tay cũng không dám. Vậy mà chú năm mối tình á? Cháu cũng không biết là năm mối tình nào nữa, không biết được bao lâu. Chú thì rất là dễ thương và chịu khó. Từ nhỏ là chú đã bươn trải một mình rồi, tự tay gây dựng lên sự nghiệp. Chú nói là đủ ăn thôi, nhưng mà cháu nghĩ là chú có thể lo cho gia đình rồi xây dựng cái tương lai vững chắc đấy. Bây giờ có thể gọi là chú Kim là ông chủ đó. À, dạ. Hay quá. Rồi, cảm ơn cháu rất nhiều. Cảm ơn cháu. Nhà gái đi với ai cơ? Dạ, hôm nay em tới đây với em gái ruột của em, với lại là hai người bạn đại học á. Dạ, con chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh. Dạ, em là Thúy, là em của chị Diễm. Nãy giờ ngồi bên đây thì thấy anh bên đây rất là hiền, dễ thương. Anh ơi, chị em bề ngoài thì mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra thì chị em rất là yếu đuối, không biết là anh có thể che chở cho chị em được không? Trả lời liền. Bao giờ anh che chở được, mình làm trụ cột gia đình. Rồi ví dụ như là chị em thì muốn định cư ở Tây Ninh luôn á, thì không biết là anh sẽ như thế nào ạ? Dù định cư đấy, tại vì cửa hàng anh một rời đi một tỉnh khác thì nó rất mất thời gian. Ở đấy có điểm đẹp thì anh sẽ dự định về đấy. Em hy vọng là chị và anh thì có thể là tiến xa hơn. Cảm ơn em. Thật ra cái này là chuyện lập nghiệp á, nó cái chuyện dời đi ở đâu nó không quan trọng, quan trọng là mình có yêu người đó hay không. Chỗ nào có nhiều tiền mình ở đó, chỗ nào phát triển kinh tế tốt mình ở đó thôi, và chỗ nào có tình yêu là có sự thành công. Đúng rồi, đơn giản vậy thôi. Rồi, mở rào. Chương trình anh chưa chuẩn bị nhiều nên tặng em món quà. Cảm ơn em. Bao nhiêu tờ? Đây là tờ 50.000, em đặt bao nhiêu cái tờ? Cái này là em muốn 50 tờ, tượng trưng cho em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời, hợp lý nha. Em cũng có món quà muốn tặng anh. Ở trong này là một cái móc khóa có hình con gấu. Anh mang theo nó. Dạ, coi như là nhớ tới em. Cảm ơn em. Kim mở con gấu màu hồng ra cho mọi người xem. À, em cũng có một con nữa. Con của em màu nâu. Cặp à? Dạ. Thật hợp lý quá. Dạ. Các bạn cảm nhận về lần đầu tiên gặp mặt đi thế nào? Em thấy gặp bạn gái là khá dễ thương. Đây là người lý tưởng của em. Em thì cũng rất là ấn tượng với anh, tại vì nhìn anh thì trẻ hơn so với tuổi. Hồi nãy lúc mà nghe giới thiệu tuổi thì em cũng bên này cũng nghĩ lớn rồi, trưởng thành. Nhìn lại thì cũng còn trẻ lắm anh. Dạ. Cảm ơn em. Nói chung mấy người lớn lớn tuổi người ta cũng trẻ hơn với tuổi nhiều lắm á con. Chú cũng vậy, chú cũng trẻ hơn tuổi nhiều. chú là lúc nào cũng trẻ mà chú. Ui, cảm ơn con. Mát lòng mát dạ, chú chủ yếu nói nhiêu đó để người ta nói lại thôi. Bây giờ mình nói chuyện hẹn hò đi. Anh cho em hỏi là anh ở ngay thành phố Ngã Bảy không? Anh ở thị trấn Kinh Cùng. Hồi trước em làm ở Bách Hóa Xanh, thị trấn Kinh Cùng á. Anh mua hàng hóa trong đấy rất nhiều. Dạ, không biết là anh có gặp em không ha.
Cái đấy anh chắc chưa, là gặp rồi chắc đó. Anh có câu hỏi nào hỏi em không? Thì gặp em anh thấy anh không phải hỏi nhiều nữa, tại vì anh thấy em quá hợp lý rồi, anh không muốn hỏi gì thêm nữa. Vậy mà kêu nhát gái. Trời ơi, ăn nói vậy mà kêu nhát gái. Bước tới chủ động nắm tay cô gái đó. Đó, tới lúc nhát rồi nè. Đó. Anh mời em đứng lên được không? Dạ. Anh mời em đứng lên được. Nắm tay, nắm tay. Nắm hai tay luôn. Nhìn thẳng vô mắt cô ấy. Coi coi cận mấy độ. Coi coi mắt nó có chinh miếng nào không? Có thay đổi gì không? Tâm bạn này ok rồi em. Nhìn thẳng vô mới biết chứ chưa. Dạ. Mắt đẹp không? Rồi, khá đẹp ạ. Coi kỹ chưa? Dạ, coi kỹ rồi ạ. Hát tặng cô ấy một bài đi. Dạ. Anh đến quê em một chiều nắng ngâm, khúc hát quê hương du dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt. Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế. Bấy nhập Toshiba điều khiển từ xa, giặt vũ thả ga. Một em gái rất là hiền hậu, một chàng trai rất là bản lĩnh. Một người ở Hậu Giang, một người ở Tây Ninh, nó khá xa, nhưng khi yêu nhau chắc chắn nó sẽ gần. Sau 3 tiếng đếm chúng ta suy nghĩ và bấm cái nút đó là xong. Bấm hết rồi. Cô gái bên đây cũng bấm luôn rồi, chưa kịp đếm. Vậy thì hai người nắm tay nhau luôn đi. Chúc mừng các bạn. Nào hãy đan tay vào với nhau. Đó, thấy chưa? Được không? Được. Ba mẹ em gái đang theo dõi câu chuyện này. Mình xin chào hai bác, mình cảm ơn hai bác gì đó. Em xin chào hai em bác, cho hai tụi con quen nhau. Con hứa sẽ chăm sóc các bạn thay cho cha của bạn ấy suốt cuộc đời này. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Đây là những phần quà dành cho hai bạn. Con gấu màu hồng và con gấu màu nâu. Để nó quấn quýt nhau suốt cuộc đời nha. Nào. Cảm ơn hai bạn. Con cảm ơn chương trình. Xin chúc mừng, như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Còn bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời.